Nếu chưa được niết bàn, rốt cuộc cũng như vậy nên phát sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đi đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, các xương phân tán khắp nơi, xương bàn chân chỗ này, xương ống chân chỗ kia, xương đầu gối chỗ nọ, xương đùi chỗ khác, xương sống chỗ khác, xương hông chỗ khác, xương ngực chỗ khác, xương vai chỗ khác, xương cánh tay chỗ khác, xương bàn tay chỗ khác, xương cổ chỗ khác, xương hàm chỗ khác, xương má chỗ khác, xương đầu chỗ khác. Thấy việc này rồi tự nghĩ, thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được niết bàn, rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, hài cốt ngổn ngang, gió thổi nắng đốt, mưa chan xương thấm, trải qua năm tháng, màu sắc trắng như ngọc tuyết kha. Thấy việc này rồi tự nghĩ, thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được niết bàn, rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Lại nữa thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Nghĩa là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đến chỗ gò mả, quan sát tử thi bị vứt bỏ, trải qua hơn trăm năm hoặc hơn ngàn năm, chỉ còn bột xương và đất, biến dạng thành màu xanh, có màu như lông bổ câu, hoặc có thứ mục nát ra bột như bụi, trộn lẫn vào đất, khó phân biệt được. Thấy việc này rồi tự nghĩ, thân ta bản tánh giống vậy, nếu chưa được niết bàn, rốt cuộc cũng như vậy, nên sanh sự nhàm chán xa lìa. Đó là khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào pháp quán thân trong nội thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian. Thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, như trụ pháp quán thân trong nội thân sai khác này, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian, nương vào ngoại thân để quán thân, nương vào nội ngoại thân để quán thân, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian, tùy theo pháp thích ứng, Bồ Tát đều như vậy cả. Thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, các Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào thọ tâm pháp bên trong bên ngoài để quán thọ tâm pháp, nhiệt tâm tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, trừ được tham ưu thế gian, tùy theo pháp thích ứng, nói rộng như trên. Thiện hiện như vậy, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, Đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào thân thọ tâm pháp bên trong bên ngoài để quán thân thọ tâm pháp, tuy quán như vậy nhưng vô sở đắc. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện, tướng đại thừa của các Đại Bồ Tát là bốn chánh đoạn,
Những gì là bốn? Thiện hiện nên biết khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, làm cho chúng chẳng sanh, nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần, siêng năng đúng đắn, đó là thứ nhất. Khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với các pháp ác bất thiện đã sanh, làm cho chúng chấm dứt hẳn. Nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần đúng đắn, đó là thứ hai. Khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với pháp thiện chưa sanh, làm cho chúng phát sanh. Nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần, siêng năng đúng đắn, đó là thứ ba. Khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với pháp thiện đã sanh, làm cho chúng an trụ, và luôn làm tăng trưởng chúng nhiều thêm đến viên mãn, nên cố gắng phát sanh và giữ tâm chuyên cần, siêng năng đúng đắn, đó là thứ tư. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là bốn thần túc. Những gì là bốn? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập dục đằng trì đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ nhất. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu hành cần đằng trì đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ hai. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập tâm đằng trì đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ ba. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện tu tập quán đằng trì đoạn hành thành tựu thần túc, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả, đó là thứ tư. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là năm căn. Những gì là năm? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là năm lực. Những gì là năm? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu tập tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là bảy chi đẳng giác. Những gì là bảy? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu niệm giác chi, trạch tập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi, nhưng phải nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, sự diệt trừ hồi hướng xả. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là tám chi thánh đạo. Những gì là tám? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện để tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nương vào sự xa lìa, sự vô nhiễm, diệt trừ hồi hướng xả. Thiện hiện, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là ba pháp môn giải thoát. Những gì là ba? Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán tất cả pháp tự tướng đều là không, an trụ tâm như vậy, gọi là pháp môn giải thoát không, còn gọi là không tam ma địa, đó là môn thứ nhất. Các đại Bồ Tát muốn học đại thừa nên học trong đó. Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật
đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quán tất cả pháp. Vì tự tướng đều là không nên đều không có tướng, an trụ tâm như vậy gọi là pháp môn giải thoát vô tướng, cũng gọi là vô tướng tam ma địa. Đó là môn thứ hai. Các đại bồ tát nếu muốn học đại thừa nên học trong đó. Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, dùng vô sở đắc làm phương tiện quan sát tất cả pháp, vì tự tướng là không nên không có sở nguyện, an trụ tâm như vậy gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện, cũng gọi là vô nguyện tam ma địa. Đó là môn thứ ba. Các đại bồ tát muốn học đại thừa nên học trong đó. Thiện hiện đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là 11 trí. Những gì là 11? Đó là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thuyết trí. Thế nào là khổ trí? Nghĩa là trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết khổ nên chẳng sanh, đó là khổ trí. Thế nào là tập trí? Nghĩa là trí dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được sự tập khởi nên vĩnh viễn đoạn trừ, đó là tập trí. Thế nào là diệt trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được sự đoạn diệt nên tác chứng, đó là diệt trí. Thế nào là đạo trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được đạo nên tu tập, đó là đạo trí. Thế nào là tận trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tham sân si hết, đó là tận trí. Thế nào là vô sanh trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được các hữu không còn sanh nữa, đó là vô sanh trí. Thế nào là pháp trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được năm uẩn vân vân mỗi mỗi đều có tự tánh riêng, đó là pháp trí. Thế nào là loại trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tướng sai khác của năm uẩn vân vân, nghĩa là khổ, vô thường, không, vô ngã vân vân, đó là loại trí. Thế nào là thế tục trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được các hữu tình tu hành có sai khác và biết được danh tướng giống và khác của các pháp vân vân, đó là thế tục trí. Thế nào là tha tâm trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tâm và tâm sở pháp của hữu tình khác nhưng không phân vân trở ngại, đó là tha tâm trí. Thế nào là như thuyết trí? Trí nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, biết được tướng tất cả pháp giống như lời nói, tức là trí nhất thiết tướng của Như Lai, đó là như thuyết trí. Thiện hiện nên biết 11 trí này là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là ba căn vô lậu. Những gì là ba? Một là vị tri đương tri căn, hai là dĩ tri căn, ba là cụ tri căn. Thế nào là vị tri đương tri căn? Nghĩa là các bậc hữu học đối với các thánh đế chưa hiện quán hoàn toàn, chưa đắc thánh quả, nhưng đã có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là vị tri đương tri căn. Thế nào là dĩ tri căn? Nghĩa là các bậc hữu học đối với các thánh đế đã đạt được hiện quán, đã đắc thánh quả, có đầy đủ tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là dĩ tri căn. Thế nào là cụ tri căn? Nghĩa là các bậc vô học hoặc A-la-hán, hoặc các độc giác, hoặc đại bồ tát đã trụ thập địa, hoặc chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đã tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là cụ tri căn. Nếu ba căn này dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì phải biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại bồ tát là ba tam ma địa. Những gì là ba? Một là tam ma địa có tầm có tứ, hai là tam ma địa không tầm có tứ, ba là tam ma địa không tầm không tứ. Thế nào là tam ma địa có tầm có tứ? Nghĩa là đại bồ tát đã xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự an trụ đầy đủ, đó là tam ma địa có tầm có tứ. Thế nào là tam ma địa không tầm có tứ? Nghĩa là đại bồ tát đạt đến định trung gian giữa sơ tịnh lự và đệ nhị tịnh lự, đó là tam ma địa không tầm có tứ. Thế nào là tam ma địa không tầm không tứ? Nghĩa là đại bồ tát từ đệ nhị tịnh lự cho đến định phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là tam ma địa không tầm không tứ.
với ba loại này đều dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 tùy niệm. Những gì là 10? Một là tùy niệm Phật, hai là tùy niệm Pháp, ba là tùy niệm Tăng, bốn là tùy niệm Giới, năm là tùy niệm Xả, sáu là tùy niệm Thiên, bảy là tùy niệm Nhàm Chán, tám là tùy niệm Tử, chín là tùy niệm Thân, mười là tùy niệm Hơi Thở. Với 10 pháp này, nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện thì biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, vân vân. Thiện pháp thanh tịnh dùng vô sở đắc làm phương tiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 lực Phật. Những gì là 10? Thiện hiện nên biết nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các pháp nhân quả của tướng xứ phi xứ, đó là lực thứ nhất. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ tướng các loại hữu tình trong quá khứ, hiện tại, vị lai do tạp nghiệp khác nhau mà chịu quả khác nhau, đó là lực thứ hai. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ tướng mọi loại cảnh giới khác nhau của thế gian, đó là lực thứ ba. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ nhiều loại thắng giải chẳng phải một loại thắng giải của tất cả hữu tình, đó là lực thứ tư. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các căn hơn kém của các loại hữu tình, đó là lực thứ năm. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ hành tướng biến hành, đó là lực thứ sáu. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các pháp như căn, lực, giác chi, giải thoát, tịnh lự, đẳng trì, nhiễm tịnh, sai khác của các loại hữu tình, đó là lực thứ bảy. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các loại hữu tình có vô lượng đời trước sai khác, đó là lực thứ 8. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện do thiên nhãn thanh tịnh như thật biết rõ các hữu tình có vô lượng loại sanh tử sai khác, đó là lực thứ 9. Nếu dùng vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ đã chấm dứt các lậu, đạt được tâm vô lậu giải thoát, chứng được tuệ giải thoát vô lậu ngay trong hiện tại, tự xác chứng đầy đủ, có thể chân chánh biết rõ ta sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã xong, không còn trở lại đời sống này nữa, đó là lực thứ 10. Phải biết đây là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các Đại Bồ Tát là 4 điều không sợ. Những gì là 4? Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc làm phương tiện, tự xưng ta là người chánh đẳng giác, nếu có Sa Môn hoặc Bà La Môn hoặc Thiên Ma hoặc những hạng khác trong thế gian dựa vào pháp để vấn nạn, làm cho Bồ Tát phải suy nghĩ bởi lời nói rằng pháp này chẳng phải chánh đẳng giác. Đối với sự vấn nạn đó, ta xác nhận đúng đắn nó là vô lý. Đối với sự vấn nạn đó, vì thấy nó phi lý nên được an ổn trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống lên tiếng sư tử chúa, chuyển xe diệu pháp luân, xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng. Tất cả Sa Môn, Bà La Môn vân vân, không ai có thể chuyển được đúng pháp. Đó là điều không sợ thứ nhất. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, tự xưng ta đã chấm dứt các lậu hoặc, nếu có Sa Môn hoặc Bà La Môn hoặc Thiên Ma phạm hoặc kẻ khác trong thế gian dựa vào pháp mà lập nạn và làm cho Bồ Tát suy nghĩ nơi lời nói lậu hoặc này chưa được chấm dứt. Nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy vô lý, vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được an ổn trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống lên tiếng sư tử chúa, chuyển xe diệu phạm, xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng. Tất cả Sa Môn, Bà La Môn vân vân đều không ai có thể truyền được đúng pháp, đó là điều không sợ thứ hai. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì các đệ tử thuyết pháp chướng đạo, nếu có Sa Môn hoặc Bà La Môn hoặc Thiên Ma phạm hoặc kẻ khác trong thế gian y pháp vấn nạn, làm cho Bồ Tát suy nghĩ bởi lời nói thế này tu tập pháp này không thể ngăn đạo, nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy
vô lý. Vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được trụ an ổn, trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống lên tiếng sư tử Chúa, quay xe diệu phạm, xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng. Tất cả sa môn, bà la môn, vân vân, không ai có thể chuyển đúng như pháp được. Đó là điều không sợ thứ hai. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, vì các đệ tử nói đạo chấm dứt khổ. Nếu có sa môn, hoặc bà la môn, hoặc thiên ma phạm, hoặc kẻ khác trong thế gian, y pháp lập ra sự vấn nạn, làm cho Bồ Tát suy nghĩ bởi lời nói thế này, tu đạo này không thể chấm dứt khổ được. Nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy vô lý. Vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được trụ an ổn, trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống tiếng sư tử Chúa, chuyển xe diệu phạm, xe ấy thanh tịnh, chánh chân vô thượng. Tất cả sa môn, bà la môn, vân vân, không ai có thể chuyển như pháp được. Đó là điều không sợ thứ tư. Nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Hết quyển thứ 489.